Jika, nơi trao chọn niềm tin, nơi uy tín nhất cho bác lựa chọn đến mua những thiết bị âm thanh số. Chào mừng các bác đến với video, những cái video hàng ngày, những video test sản phẩm của bên Jika chúng nhé. Và hôm nay cái video này thì bên chúng em có test một sản phẩm, đó là một chiếc súp B3 2021 cho bác khách hàng bên chúng nhé. Đó là anh Chất, anh ở Quảng Ninh, anh có đặt bên Jika Audio của chúng em một chiếc súp B3 2021, một dòng súp ở phân khúc bass 30 mà các anh chị trong miền Nam hay gọi là bass 3 tấc đó. Con này là bass mặt nhé. Ngay bên cạnh đây là một phiên bản cũng cặp song sinh của phiên bản bass 30 của hãng B3, đó là B3 2020. Thử yêu bát đối đất, nhưng đối với con 2021 này sẽ là bát điều hướng, bát mặt nhé các bác nhé. Và em sẽ lột e xăng ra. Hiện tại em chưa cho súp hoạt động nhé các bác nhé. Em sẽ giới thiệu sơ về cái cách sử dụng cũng như là hình thức của con này. Một màu đen, vật rông chủ đạo của nó là đen. Và trang điểm thêm một chút đó là bóng, vì mặt trên này sẽ là một mặt gương bóng. Bát mặt thì được ứng dụng công nghệ sơn tẩm dầu bóng, nó sẽ giúp cho cái khí hậu, nó sẽ giúp cho cái con súp này kéo dài tuổi thọ so với cái khí hậu ẩm ướt ở Việt Nam chúng ta. Và đặc biệt ở Việt Nam chúng ta hay có những con côn trùng như là chuột, nó hay giúp vào trong làm ổ. Chính vì vậy hãng đã ứng dụng cái công nghệ này vào. Hãng đã ứng dụng cái công nghệ này vào để giúp cho những con côn trùng đó nó sợ cái mùi của cái sơn tẩm dầu như thế này thì sẽ không giúp vào trong làm ổ được. Sở hữu những cái đường nét rất là đẹp mắt, mặt gương sáng bóng, các đường vo tròn mềm mại. Về mặt sau, đây em xin nhấn mạnh vào là con này được trang bị thêm cổng đánh súp hơi nha các bác nhé. Được trang bị thêm cổng đánh súp hơi đây, và một đường line hoa sen và hai level input. Đường này sẽ đánh súp điện và công tắc đảo pha đây. Bên này nó sẽ có này LPF, nó sẽ có nghĩa là chúng ta sẽ cắt cái dài tần như là chúng ta muốn nghe xuống sâu hoặc là muốn nghe nó dài một chút thì chúng ta có thể tăng lên, và tăng quá lên thì nó sẽ bị lẫn cái dài chung vào. Thì chúng ta em nghe em thường vặn về hết khoảng tầm 40 Hz. Con này sẽ từ 40 xuống sâu tận 40 và 150 là cao nhất. Và bên này là to nhỏ volume này, tùy vào cái dàn thiết bị này chúng ta. Con này thì được trang bị một cái nguồn xuyến rất là khủng, nguồn tròn nhá, rất là khủng, và 4 sò. Nên cái hiệu năng hoạt động của nó rất là khỏe, rất là tốt. Để chứng minh cho những gì em giới thiệu thì bây giờ em sẽ tăng volume lên và cho con súp này hoạt động nhé. Em đang đấu trực tiếp qua cái đường súp bát của con nâng tiếng, chính vì vậy thì em sẽ tăng nha. Rất là đẹp và gấu. Và hiện tại cái sản phẩm này bên chúng ta đang bán ra với giá là 3.200.000 đồng bao ship nhá. Bao ship và tặng kèm một sợi dây AV 3m nữa nha các bác nhá. 3.200.000 đồng cho một sản phẩm, đó là một chiếc súp điện B3 2021 và được tích hợp cả đường đánh súp hơi nữa, với cái khuôn dáng rất là đẹp và sang trọng, khỏe khoắn như thế này. Và mọi chi tiết để đặt hàng online các bác có thể liên hệ trực tiếp từ số hotline của chương trình, đó là mọi chi tiết các bác có thể liên hệ trực tiếp với số hotline chúng em, đó là 0963889192 và 0965503357. Hai số hotline của chúng em luôn luôn trực 24/7 để tư vấn cũng như là hướng dẫn các bác cái cách đặt hàng online hoặc là lên những cấu hình combo karaoke và những thiết bị. Đây, rất là nhiều các cái hàng độc lạ nhé. Bên chúng em có chiếc đôi chép JBL này, hiện tại còn duy nhất một đôi để trưng bày đây.
giá đang vô cùng hợp lý, chỉ có 1.950.000 là các bác có thể sở hữu được một cặp chép, cặp siêu chép JBL kia. Ok, em xin dừng video lại đây. Xin chân thành cảm ơn anh Chất nhé. Và có nhờ chị Yến, chị nhận hàng hộ. Mọi người xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh Chất và chị Yến ạ. Và toàn thể các bác. Các bác thấy những cái video này của chúng em hữu ích, có thể giúp cho các bác tham khảo các sản phẩm cũng như là giá trên thị trường, thì hãy ấn đăng ký kênh của chúng em nhé, kênh YouTube JK Audio của chúng em, để đón chào những cái video về những cái sản phẩm độc lạ khi mà chúng em săn lùng được trên thị trường. Xin chào tạm biệt các bác một lần nữa.